Rồi tất cả mọi người đều có một sứ mạng. Chẳng hạn như bây giờ trời sinh ra cô, lẽ ra cô phải được êm ấm, lẽ ra cô phải được nệm ấm chăn êm, cô phải được chồng cưng chồng chiều, đâu có phải lao ra ngoài chiến trường, mà đâu phải lao ra vì cô, nhưng mà vì máu lửa cô, vì trời Phật đã sanh ra cô một người phụ nữ như thế, lỡ mang trong mình một cái khí chất của người đàn ông, cái tánh hào sảng, rồi cái tánh hào phóng, rồi cái tánh thương người, cái tánh bao dung, cái tánh chịu chơi, cái tánh tất cả mọi thứ của một người đàn ông nổi bật nó dồn hết trong người cô. Rồi khi những cái đòn bẩy biến cố giống như nó cạm bẫy nó xảy ra hết, cô dính chỗ này chút, chỗ kia chút, tất cả mọi thứ tạo nên cô, nhưng mà tạo nên giá trị của cô để cô đi phục vụ lại những cái chuyện to lớn, thì cô tin chắc là cô là người có số phận. Không phải tự nhiên mà cô trở thành một Nguyễn Phương Hằng hôm nay, mà không phải tự nhiên mà cô trở thành một bà chủ của khu đền thờ Đại Nam, mà không phải tự nhiên mà cô có thể đi cứu một cái quỹ mổ tim 4.000 trẻ em như vậy. Nếu như ngày mai Hằng trở về con số 0, Hằng xem cuộc đời này là một sự trải nghiệm không bao giờ đau khổ hoàng hoại, bởi vì mình biết rằng cuộc đời này không có cái gì của mình hết, chỉ có một hơi thở mong manh thôi, vô thường lắm. Nó ngừng thở là mọi thứ dừng lại hết. Không có lý do gì mà mình đem cái cuộc đời mình đánh cược với những cái tội lỗi đó hết, vì mình sẽ không trả đổi hết đâu. Ăn hai bữa cơm ngủ một cái giường, giàu thì ăn ngon, không giàu thì ăn bình thường, nhưng không bao giờ được làm gì gì sai trái. Tiếp theo nữa là luôn sống hướng thiện. Đó là một trong những cái khởi nghiệp tốt đẹp nhất mà Hằng có thể chia sẻ với tất cả các bạn sinh viên. Phải đột phá, phải làm điều gì đó để đời nhớ mình. Đó là một trong những cái Hằng khuyên thật. Phải làm một điều gì đó, phải diễn xuất sắc một cái vai diễn nào đó mà nói tới mình, người ta phải nhớ tới mình. Hằng chọn một cách là sống có giá trị. Có thể sống ít ngày nhưng mà sống có giá trị còn hơn sống suốt cuộc đời không ai nhớ tới mình, không ai biết mình là ai, thì thật là phí uổng với cuộc đời này. Cho nên nếu còn trở lại làm người một lần nữa, Hằng cũng xin diễn nhiều vai để phục vụ công chúng, được không quý vị? Mưa rơi, mưa vẫn rơi em đêm. Bài ca em gấp gấp một đêm, để cho anh yêu em, để cho em yêu anh. Tình yêu ta cho nhau bao giờ quên. Đêm nay em biết anh thương nhiều, buồn tanh trên gác khuya anh yêu. Nhìn mưa rơi thầm mở ta chung đôi, lệ hoen trên mi môi bao giờ ngôi. Uống thuốc thì bổ phổi, uống rượu thì mát gan, đánh bài thì mở mang trí tuệ. Móc túi là nâng cao tay nghề, mà chửi thề là chỉ nhấn mạnh câu văn. Tôi có sức chơi, tôi có sức chịu, không ảnh hưởng đến công ty, gia đình, chồng con của tôi. Nếu tôi đủ phước phần thì đó là những cái điều tôi mang đến cho nhân dân. Còn nếu tôi không đủ phước phần mà tôi không đủ lực thì coi như tôi là người thí chốt hy sinh. 5-10 năm nữa hay là mãi mãi, trong lòng quý vị vẫn còn một Nguyễn Phương Hằng. Dù thương dù ghét gì, quý vị cũng sẽ nhớ tôi một Nguyễn Phương Hằng đã là một người hùng trong một khoảnh khắc nào đó. Dù là khoảnh khắc, nó cũng là một người hùng. Tình yêu nó đến và nó sẽ ra đi, nó sẽ chuyển từ người này qua người khác, nhưng tình thương còn ở lại. Cho nên vợ chồng sống với nhau sau khi yêu rồi tới thương, thương rồi thành tình nghĩa, tình thương và tình nghĩa nó còn tồn tại, còn tình yêu nó chỉ là phút ban đầu thôi. Cho nên tôi nói thật sự ra cái tình yêu là một trong những thứ tình dễ thay đổi nhất, rất dễ thay đổi. Nên tôi có một lời khuyên với lại những cái bạn trẻ, đừng có ngưỡng mộ ai cả. Mình chỉ ngưỡng mộ cha mẹ mình, ông bà tổ tiên mình, đất nước mình, tổ quốc quê hương mình. Và mình trân quý những người đóng góp cho xã hội thật sự, vậy là đủ rồi. Đừng có dùng cái cảm xúc của mình để là cuồng tính, để rồi khi chúng ta nhận ra chúng ta bị lừa, có khi chúng ta hận thù, hoặc là chúng ta đau đớn, chúng ta rớt chơi vơi, chúng ta rơi tự do, là bởi vì chúng ta bị
đánh tráo khái niệm, đánh mất niềm tin. Mà quý vị biết rằng khi niềm tin bị hủy diệt, con người ta tê tái lắm, chơi vơi lắm, cảm thấy tổn thương ghê gớm lắm. Có đôi khi chúng ta cảm thấy chúng ta bị sát thương nữa, bởi vì những cái lời nói ma mị, những lời dối trá, chúng ta tổn thương ghê lắm. Hằng luôn giúp đỡ những người xung quanh mình và ít khi nào nói tiếng không với ai lắm. Đó là lời hứa và lương tâm của Hằng cũng vậy. Cho nên khi mà mình xuống tận cùng, mình không có gì rồi, cho nên khi mình có gì rồi, lên tới đỉnh cao của cuộc đời rồi, thì mình nghĩ ngay cuộc đời này chỉ là một trò chơi trí tuệ thôi. Nó chỉ là những cái mà Hằng đã trải qua, nó bảo hòa cho tất cả. Vui buồn sướng khổ, nghèo hèn dinh nhục, Hằng nếm trải hết. Cho nên bây giờ đối với Hằng bây giờ không có cái gì đánh gục ngã Hằng được. Hằng thà làm cái tùng cái bắp, không chịu làm cây cỏ cho người ta dẫm đạp. Quý vị biết cái tùng cái bắp, gió đông đưa, chịu biết bao nhiêu dòng phong ba bão tố, nhưng mà thà Hằng làm như gì đó để Hằng che chở cho cây cỏ. Hằng không chịu làm cây cỏ cho người khác dẫm đạp, cho nên Hằng không chọn để mắm chăn êm. Mặc dù mọi người thấy không, Hằng xứng đáng được gì? Được chồng thương, chồng yêu, được nệm ấm chăn êm, được tất cả mọi thứ mà tất cả những người phụ nữ khác mơ ước. Tận cùng của khổ đau là hạnh phúc nhất khi mình được còn sức khỏe, mình còn có trí tuệ, mình còn có nhan sắc, mình còn nhiều thứ hơn người khác lắm. Cho nên Hằng chưa bao giờ tuyệt vọng. Kể cả ngày mai Hằng trở về con số 0, Hằng vẫn vững chân sống. Bởi vì sao? Mình sinh ra đâu có mang thứ gì theo đâu mà mình ngạc nhiên khi mình không có cái gì. Phải không? Vật ngoài thân mà. Hằng là một cái người chịu đựng rất là sâu, rất là xa, nhưng không có nghĩa là không hiểu biết, không có nghĩa là kém chiều sâu để suy nghĩ. Nhưng có những cái nhịn để tốt cho người khác thì mình cũng nên nhịn. Đó là cái tính cách của Hằng. Chịu đựng hay lắm, giỏi lắm đó quý vị. Hằng giỏi chịu đựng lắm. Chịu đựng đến nỗi mà người ta nghĩ là nói đúng quá cho nên nó im. Không phải đâu, chưa đến lúc, vì cuộc đời còn rất dài. Đừng có đổi thừa hoàn cảnh, tại tôi nghèo quá cho nên không ai để ý tôi. Mình phải nỗ lực. Nghèo không có tội, dốt không có tội, làm biếng là có tội. Cho tôi không phải cái địa vị ngày hôm nay, tôi chỉ là bà bán hủ tiếu ngoài lề đường, nhưng tôi sẽ là bà bán hủ tiếu ngon nhất, có thương hiệu đàng hoàng. Đó là một trong những cái nhất mà cuộc đời phải cố gắng nỗ lực. Cho nên ở đây mấy chị em đừng có bao giờ đặt mình là tại vì hoàn cảnh này tôi không thể, không có đâu. Hoàn cảnh nào mình cũng phải nỗ lực để mình được nhất hết. Và trong mắt chồng mình vẫn là nhất. Buông tay cũng không thể mang theo được thứ gì. Cho nên quý vị ơi, Hằng có bốn cái câu thơ rất hay. Trong đau khổ, không đau khổ lấy gì làm thắng yêu, mà không làm thang sẽ hủy hủy con người. Không trôi nổi làm sao đi hủy hóa, mà không lang thang con biết gió người. Bây giờ quý vị thấy không, giàu ăn được bao nhiêu bữa cơm ngày, hưởng được cái gì, ở trên thân thể mình á có cái gì, có chăng nó chỉ là trong não thôi. Bây giờ nói rằng ở cái khu đất đó của bà Hằng, nhà đó của ông Dũng là những khái niệm hết, nó có đeo trên mình tôi đâu. Tôi về chui vô có một cái nhà, lên có một cái giường, đi có một cái xe, ăn ba bữa cơm đôi khi đạm bạc, chết không có mang theo, giàu cũng chẳng có mang theo, chỉ là cái tên, cái danh để gắn liền với cái tài sản mình đang sở hữu, chứ nó đâu có nằm ở trên người mình. Tôi nhìn ra được cái điều đó, tôi đã biết nó rất phù du. Ý chí sống của mình nó mới quan trọng, vì tiền bạc nó chỉ là phương tiện, là cứu cánh để mình thực hiện được những cái điều mình mong muốn. Mình mong muốn cho mình được bao nhiêu, mà mình phải nghĩ cho người khác nữa. Vì cuộc đời này không phải của mình, không có mọi người mình sống với ai đây. Cho nên tôi luôn mong muốn ai cũng thành công, ai cũng khỏe mạnh, ai cũng giàu có, chia đều ra để được sống. Mình có phước hơn người khác, mình phải thương kẻ bạc phước. Đó mới là tình người. Cuộc sống của chúng ta tất cả đều kiểm soát bằng cảm xúc. Thương ghét, thị nộ ái ố, tất cả là cảm xúc hết. Nguyễn Phương Hằng tôi không nằm ngoài cái vòng đó. Khi mà tôi bị rất nhiều người ghét, ghét cay, ghét đắng, thậm chí là nguyền rủa tôi
tôi đau khổ, tôi nghĩ tại sao tôi có thể bị vậy. Nhưng mà khi tôi ngộ ra, ôi, nó chỉ là cảm xúc thôi mà, tại sao tôi phải bị lệ thuộc theo cảm xúc người khác. Tôi không thể sống trong miệng lưỡi thiên hạ được, mà tôi phải sống cho tôi. Vui hay buồn là cảm xúc, nếu tôi kiểm soát được cảm xúc thì không ai có thể mà nhập vào tâm hồn tôi được. Thành công là sự trả thù ngọt ngào nhất. Thương cũng phải phục, mà ghét cũng phải phục. Thương thì cảm ơn, không thương cũng cảm ơn luôn. Đừng sống theo kỳ vọng của người khác, bởi vì không ai có bổn phận thương mình. Mẹ phải biết rằng khi mấy em có mặt trên cuộc đời này, không bỗng dưng mấy em chết vì chết đói được, mà không bỗng dưng mấy em chết vì mấy em thiếu tiền được. Ngày hôm nay nó rất là tồi tệ, nhưng một đời không có tồi tệ đâu. Hãy tự tin và tin rằng tự hiện diện của mình có giá trị, là mình sẽ có giá trị. Đời dạy cho tôi khi nào là sự lạnh lẽo, khi nào là sự rẻ khích, khi nào là sự miệt thị, khi nào là lòng người lạnh lẽo lắm. Nhưng cái điều đó xảy ra với tôi chứ không bao giờ làm cho tôi gục ngã, cũng không bao giờ làm cho tôi trở thành một người chai lì, mà làm cho tôi biết sống nhiều hơn, tử tế nhiều hơn. Tôi biết nghe tiếng khóc của người khác, tôi biết nghe tiếng hổn thức của người khác. Trong khi tôi khổ không ai nghe tôi nói hết, không có cơ hội để nói, cũng không có cơ hội để giải bài cho ai, cũng không có cơ hội để mà ăn mày tình cảm của ai. Nghĩa là một mình tôi căm chịu suốt thời gian rất là dài. Nhưng mà khi trải qua hết rồi thì tôi đã biết tất cả những cái đau thương. Tổng hợp các câu nói Vi Dua đã từng làm điên đảo cộng đồng mạng của CEO Phương Hằng. Ở đời này không gì là không thể đâu nha quý vị. Ngay cả việc làm mình bớt đẹp đi, bớt duyên dáng đi, cô cũng không làm được. Cô thiệt là thú gì, trời ơi, nô tài đáng chết, nô tài có tội, cô tài đáng tội. Đúng đó. Ngay cả cái việc làm bớt đẹp cô. Ngay cả cái việc mà làm mình bớt đẹp cũng không làm được đó. Trời, có lỗi quá quý vị ơi, có lỗi quá. Quý vị ơi, em đẹp lắm quý vị. Tôi tự làm cho tôi đẹp chứ tôi không cần ai trang điểm cho tôi, tô son chép phấn như mặt tôi, đó là những cái giả. Đó là những cái giả. 50 tuổi mà được như tôi không phải dễ. Em hỏi vậy đó mà, nhưng mà em cũng đẹp phải không quý vị? Có người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt thôi quý vị ạ. Nhiều khi thấy vậy mà không phải vậy. Đừng thấy hào quang mà tưởng vinh quang nha quý vị. Những nơi không an toàn nhất là những nơi gọi là nguy hiểm nhất. Càng ở trên đỉnh cao bao nhiêu thì càng cao ngạo bấy nhiêu. Và đừng bao giờ nghĩ rằng là mình khôn hơn người khác, không có đâu. Thì nó đụng thì em phải chạm thôi. Nó cảm thì em phải xúc thôi. Coi như là nó muốn sụp thì em cho nó đổ luôn. Sụp thì em cho nó đổ luôn. Đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về, đừng thấy vậy mà tưởng vậy nha quý vị. Chị không có muốn nhiều chuyện, nhưng mà tại chuyện nhiều quá chị phải nói. Sự thật bao giờ nó cũng là sự thật thôi, không sớm thì chiều, không mai thì một thì nó cũng lòi ra. Cái tình hình bây giờ nó rất là tình hình rồi quý vị. Nhiều khi giận hạn nó đến, bị sao đô la nó đè đó quý vị ơi. Là người ta nói im lặng là vàng, còn tôi nói ra tôi mới là kim cương nè quý vị. Tạm gọi là tôi thành công, nhưng mà tiền nó không phải là mục tiêu, nó chỉ là phương tiện thôi. Có từ bi thì phải có trí tuệ. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Tiền nó trong cái não của mình, không phải túi người khác. Đi đêm có ngày gặp ma, rồi vỗ rút giày có móng tay nhọn. Tôi được cái là liều mà rất gan nha quý vị. Tôi chơi chưa bao giờ bỏ chạy. Chân lý ở đâu, và đừng để người khác đưa mình vào chân tường. Có người có bản lĩnh không sống bầy đàn, thần điêu đại biệp. Ông son chỉ là trời bể đầu á. Cuộc sống tôi thành công thì tôi tự hưởng thụ. Cái level của mỗi người nó có rồi, không cần phải nói. Chỉ hòa nhập nhưng không hòa tan. Chị chưa bao giờ sợ hôn nhân chị tan vỡ là bởi vì chị không ăn bám chồng. Cái tôi có tôi đã có, cái tôi đã đủ, và tôi luôn biết nghĩ đến người khác. Làm chủ mình, làm chủ cuộc sống mình, làm chủ cuộc chơi, làm chủ nhiều chủ. Mình mới là chủ. Có nhiều người nói là sao bà Nguyễn Phương Hằng dữ quá. Tôi nói thật quý vị, nếu mà không có bản lĩnh như tôi, không thép như tôi thì tôi đâu có làm bà chủ được, phải không quý vị? Đúng không quý vị? Và người ta thường nói một câu là đi với bụt thì mặc áo cà sa, thì đi với ma phải mặc áo giấy. Nếu tôi nhu nhược làm sao tôi bóc được trần ông Võ Hoàng Yên, để mà ngày hôm nay quý vị ngồi đây vì thương mến tôi, quý vị lặn lội xa xôi đến đây để nghe những gì tôi nói, và quý vị thấy tôi quá đẹp phải không quý vị? Thì quý vị có biết không, vợ chồng tôi cắn rắn nhau nhiều lắm.
Vì anh Dũng rất là khó chịu khi mà anh Dũng thấy tôi bị lợi dụng. Mà quý vị ơi, đó là một trong những cái tôi nhận để tôi tìm ra sự thật. Chồng tôi luôn đúng. Với tư cách một người chồng là chồng tôi đúng. Bởi vì là một người chồng phải bảo vệ vợ mình. Theo anh Dũng á, nó lừa, nó không tốt. Dục nó đi, không chơi với nó, không giao du với nó nữa. Nhưng nếu mà tôi làm điều đó thì tôi đâu phải bà Nguyễn Phương Hằng, phải không quý vị? Cho nên nó một lần nữa đó là em cảm ơn anh đã thương em, đã xót xa cho em. Nhưng anh hiểu một điều là đây là sứ mạng của em. Cho nên có những lúc á, em gàn anh, em cãi anh không phải là vì cho bản thân em, mà ngày hôm nay em mang được tất cả sự thật cho cộng đồng. Cho nên quý vị ơi, trời sanh ra tôi á, một con người kiên định. Tôi yêu chồng, tôi trân trọng chồng. Nhưng tôi có cái ý kiến của tôi, tôi có cái chánh kiến của tôi. Nếu tôi người đàn bà bình thường thì tôi đã không lội ngược dòng ngược gió cách đây 15 năm, gọi là mỹ nhân cứu anh hùng đó quý vị. Thế một lần nữa tôi lại lội ngược dòng ngược gió, lại lột trần ra sự thật một lần nữa. Cho nên là tôi nói thật lòng với quý vị rằng là tôi rất lẻ loi. Nhưng bây giờ rõ ràng là quý vị yêu mến tôi, quý vị thương tôi, tin tưởng tôi. Từ đây về sau tôi đâu có lẻ loi nữa, phải không quý vị? Ai cũng sẽ có những cái biến cố nhất định. Có khi là biến cố vào lúc mình tuổi trẻ, có khi vào những lúc mình già mình mới gặp biến cố. Nhưng mà Hằng xem biến cố là một những cái đòn bẩy mà cần phải có trong cuộc đời. Bởi vì khi có những cái biến cố thì mình mới biết là mình phi thường hay là mình tầm thường, phải không quý vị? Cho nên tất cả những cái biến cố xảy ra trong cuộc đời mình hết sức là bình tĩnh. Mình xem nó là một cái đòn bẩy và nó có thể bẩy mình lên đỉnh cao hoặc là đưa mình xuống địa ngục, là do cái bản thân mình đôi khi mình phải cảm ơn được cảm ơn những cái biến cố đó, để rồi mình biết mình rất là mạnh mẽ, rất là phi thường. Chứ nhiều khi cuộc đời nó bình lặng quá thì cũng không. Bây giờ quý vị thấy không, giàu ăn được bao nhiêu bữa cơm ngày, hưởng được cái gì ở trên thân thể mình á, có cái gì, có chăng nó chỉ là trong não thôi. Bây giờ nói rằng ở cái khu đất đó của bà Hằng, nhà đó của ông Dũng là những khái niệm hết. Nó có đeo trên mình tôi đâu. Tôi về chui vô có một cái nhà, lên có một cái giường, đi có một cái xe, ăn ba bữa cơm đôi khi đạm bạc, chết không có mang theo, giàu cũng chẳng có mang theo, chỉ là cái tên, cái danh để gắn liền với cái tài sản mình đang sở hữu, chứ nó đâu có nằm ở trên người mình. Tôi nhìn ra được cái điều đó, tôi đã biết nó rất phù du. Bây giờ quý vị nhìn thấy ở nước Nga với Ukraine đánh nhau, bao nhiêu người giàu, bao nhiêu người bỏ mạng. Giàu á, có lấy được tài sản mua được sự sống còn không? Có lấy được tài sản á, bê theo trên người mình không? Chỉ có cái hơi thở mong manh này, nó ngắt là nó dừng. Mà nó dừng thì mọi thứ dừng lại hết. Tất cả được quy đều ra bằng cảm xúc. Ý chí sống của mình nó mới quan trọng. Vì tiền bạc nó chỉ là phương tiện, là cứu cánh để mình thực hiện được những cái điều mình mong muốn. Mình mong muốn cho mình được bao nhiêu, mà mình phải nghĩ cho người khác nữa. Vì cuộc đời này không phải của mình, không có mọi người mình sống với ai đây. Cho nên tôi luôn mong muốn ai cũng thành công, ai cũng khỏe mạnh, ai cũng giàu có, chia đều ra để được sống. Mình có phước hơn người khác, mình phải thương kẻ bạc phước. Đó mới là tình người. 50 tuổi mà được như tôi không phải dễ. Em hỏi vậy đó mà, nhưng mà em cũng đẹp phải không quý vị? Có người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt thôi quý vị à. Nhiều khi thấy vậy mà không phải vậy. Đừng thấy hào quang mà tưởng vinh quang nha quý vị. Những nơi không an toàn nhất là những nơi gọi là nguy hiểm nhất. Càng ở trên đỉnh cao bao nhiêu thì càng cao ngạo bấy nhiêu. Và đừng bao giờ nghĩ rằng là mình khôn hơn người khác, không có đâu. Thì nó đụng thì em phải chạm thôi. Nó chạm thì em phải sụp thôi. Coi như là nó muốn sụp thì em cho nó đổ luôn. Sụp thì em cho nó đổ luôn. Đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về, đừng thấy vậy mà tưởng vậy nha quý vị. Chị không có muốn nhiều chuyện, nhưng mà tại chuyện nhiều quá chị mới nói. Sự thật bao giờ nó cũng là sự thật thôi, không sớm thì chiều, không mai thì một thì nó cũng lòi ra. Cái tình hình bây giờ nó rất là tình hình rồi quý vị. Nhiều khi giận hạn nó đến, bị sao đô la nó đè đó quý vị ơi. Là người ta nói im lặng là vàng, còn tôi nói ra tôi mới là kim cương nè quý vị. Tạm gọi
gọi là tôi thành công. Nhưng mà tiền nó không phải là mục tiêu, nó chỉ là phương tiện thôi. Có từ bi thì phải có trí tuệ. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Tiền nó trong cái não của mình, không phải túi người khác. Đi đêm có ngày gặp ma, rồi vỗ quýt giày có móng tay nhọn. Tôi đựng cái là liều mà rất gan nha quý vị. Tôi chơi chưa giờ bỏ chạy. Chân lý ở đâu, và đừng để người khác đưa mình vào chân tường. Có người có bản lĩnh không sống bầy đàn. Thần điêu đại biệt. Ông son chỉ là chọi bể đầu á. Cuộc sống tôi thành công thì tôi tự hưởng thụ. Cái level của mỗi người nó có rồi, không cần phải nói. Chỉ hòa nhập nhưng không hòa tan. Chị chưa bao giờ sợ hôn nhân chị tan vỡ là bởi vì chị không ăn bám chồng. Cái tôi có tôi đã có, cái tôi đã đủ, và tôi luôn biết nghĩ đến người khác. Làm chủ mình, làm chủ cuộc sống mình, làm chủ cuộc chơi, làm chủ của nhiều chủ. Mình mới là chủ. Mình mới là chủ. Nếu như trong cái drama này mà thấy rằng là bà Hằng nói sai, bà Hằng vu khống, cứ làm đơn thư thoải mái. Chơi không bao giờ chạy, tao chưa bao giờ tao biết rung trước bất cứ một người nào. Phải nhớ một điều đó, bây giờ á, tất cả người dân á đều biết đúng sai, đúng không? Riêng cái câu chuyện thằng Võ Hoàng Yên á thì rõ ràng tôi là nạn nhân, mà tôi còn bị như vậy nữa, và thậm chí rằng tất cả những cái công cuộc đóng góp còn bị đánh phá. Mà bây giờ á, đừng nói rằng thắng với thua ở đây, vì tôi không đi kiếm tiền, tôi cũng không có cái quyền lợi gì ở đây, mà tất cả là vì từ người dân ra. Người dân tin và người dân trao niềm tin. Nếu như bộ công an nói rằng nghệ sĩ không có tội thì cứ tiếp tục đi vận động người dân, có sao đâu. Mình trong sáng mà, có gì đâu. Còn đối với người dân, họ cảm nhận như thế nào thì do họ thôi, có đúng không? Ngày hôm nay á, cái sự thật này á, nó rất là rõ ràng rồi, thì cứ tiếp tục tin và hãy dựng lại tất cả những gì mà tụi nó đã bị lu mờ trong lòng dân, và kể cả thằng Võ Hoàng Yên, hãy dựng nó lên để nó đi chữa bệnh người dân tiếp đi, có đúng không? Còn bổn phận cái người dân là phải có trách nhiệm đi tố giác tội phạm, còn cơ quan công an là có bổn phận đi tìm hiểu sự thật người dân tố giác có đúng hay sai. Tụi bay nói rằng tao thua, nhưng rồi coi thử xem người dân người ta có còn đủ niềm tin người ta đóng góp vào những con người gọi là đi làm từ thiện nữa hay không, hay mỗi người tự biết cách để bảo vệ đồng tiền của mình. Tụi bay thử sẽ có một cuộc trải nghiệm trong lòng dân đi, tụi bay có chết trong lòng công chúng hay không, hãy cứ từ từ trải nghiệm đi. Thằng nói thật, trong cuộc sống vợ chồng sống với nhau có được hạnh phúc là điều may mắn. Còn có những cái thật sự quý vị đừng có nghĩ rằng là chồng mình phản bội mình là đau khổ, chưa đâu. Có những cái nó đau khổ hơn cái sự phản bội, đó là sự tàn nhẫn, vô tâm, vô can, vô cảm và sát thương vợ. Đó là bạo hành tinh thần, ghê gớm hơn cả sự phản bội, đau đớn nhức nhối lắm. Nếu mà chị em phụ nữ mà không đủ tỉnh táo, không đủ bản lĩnh sống thì sẽ không vượt qua, chắc chắn là sẽ ly hôn. Hoặc là mấy chị em sẽ gục xuống đó, hoặc là mấy em chị em trở thành một công cụ của cuộc sống hôn nhân. Có những cuộc hôn nhân tàn nhẫn, không phải đùa đâu, nó đau đớn như là chưa từng luôn. Nó giết dần giết mòn người ta, tàn sát tâm hồn người khác. Nó còn đó là sự bạo hành, nó còn hơn cái sự phản bội nữa, phải không đâu. Cho nên đừng để cho chồng mình xem rẻ mình và trở thành công cụ. Cái tình yêu thương của mình nó là vô bờ bến. Trời sanh phụ nữ ra là có một cái tình thương và cái lòng hy sinh rất là cao cả. Nhưng đừng biến mình thành công cụ, và đừng biến mình thành một cái gì đó để cho người ta bạo hành mình. Cho nên cảm xúc trong cuộc sống á, nó quan trọng lắm. Cần gì ngoài tình yêu thương, sự trân trọng? Đó là một trong những cái phụ nữ chúng tôi rất là cần. Cần những người đàn ông yêu thương, cần một người chồng biết trân quý mình, yêu thương mình và hiểu được cái giá trị sinh cống hiến của mình. Phải không chị em phụ nữ? Có đúng vậy không? Nên từ đây về sau, đừng ai xúi em đi làm từ thiện nữa. Đừng bao giờ xúi em đi làm từ thiện nữa. Chỉ có những người đi quyên góp tiền từ thiện, họ mới làm từ thiện. Còn bỏ tiền túi ra làm từ thiện là lừa đảo nha quý vị. Nhớ nha.
đi quyên góp tiền từ thiện mới là từ thiện. Còn bỏ tiền túi ra lo cho dân nghèo, mở cửa Đại Nam đi kiếm tiền, đi lụm từng đồng từng cắc, từng xu từng hào, đi vay nợ mua oxy cho người dân, đi cứu những trẻ em nghèo bệnh tật có khi ở tù đó, tin không? Trời ơi, nó lạ lắm á nha, không giống chỗ khác đâu. Làm tốt quá, khi ở tù có tội đó nha. Từ nay trở đi á, mày nhớ nha Hằng, mày phải tự hưởng thụ. Mày sống không được, mày ra nước ngoài, mày làm bà hoàng ở nước ngoài. Đời này không có gì để mất, cũng chẳng có gì để còn. Vì có hai cái điều mà tôi đã chợt nhận ra là không có một người nào chọn được nơi mình sinh ra, và kể cả cái chết. Và không ai chọn cho mình một cái lối đi nào cả. Tất cả là do số mạng, là do một cái lập trình có sẵn, cho nên chúng ta phải gặp tất cả những người cần gặp trong cuộc đời mình, và phải đi qua tất cả các nẻo đường mình cần đi. Cay đắng cuộc đời nuôi tôi lớn, dông tình bạc nghĩa dạy tôi khôn. Thành công là một sự trả thù ngọt ngào nhất, là một sự trả lời êm ái nhất. Nói gì thì nói không qua sự thành công. Hơn nhau là gì? Là túi tiền, là cái não, là cái danh dự. Không dễ gì bôi cho trét trấu vô mặt người khác, cũng không dễ gì làm nhục được người khác nha cưng. Pháp lý cho này đó của mình. Ở đây không phải là tòa án, cho nên luật sư không có giá trị. Nghe tôi nói cho rõ, ở đây không phải là tòa án. Tôi đang làm việc với tôi đồ, mọi người nghe rõ, ở đây không phải là tòa án. Không phải là luật sư có tư cách vô đây. Tôi đang làm gì với giáo hội, chứ không phải tôi làm gì đó tòa án. Mà anh là luật sư, anh xía vô. Nếu như đang đây, bên em đang nói rất rõ ràng, đang lịch sự trình bày và hỏi ý kiến anh chị. Không được phép đó. Tôi khẳng định luật sư không được phép đó, vì ở đây không phải là tòa án. Đừng có đổi thừa hoàn cảnh, tại tôi nghèo quá cho nên không ai để ý tôi. Mình phải nỗ lực. Nghèo không có tội, dốt không có tội, làm biếng là có tội. Tôi từng nói với nhân viên tôi, làm việc là phải nỗ lực, phải tự nỗ lực yêu công việc của mình để mình sống, mình tồn tại. Mình không yêu thương, mình không trau dồi thì mình thua chột công việc mình và bản thân mình mờ nhà, không ai nhớ tới mình hết. Nếu mà cho tôi không phải cái địa vị ngày hôm nay, tôi chỉ là bà bán hủ tiếu ngoài lề đường, nhưng tôi sẽ là bà bán hủ tiếu ngon nhất, có thương hiệu đàng hoàng. Đó là một trong những cái nhất mà cuộc đời phải cố gắng nỗ lực. Cho nên ở đời chúng ta sống á, tha thứ cho người là tha thứ cho mình. Có đôi khi cuộc đời của mình cũng chẳng biết ngày mai mình khùng điên lúc nào. Ma đưa lối, quỷ đưa đường, nghiệp nó dẫn mình đi lang thang cũng không biết lúc nào nha quý vị. Cho nên tôi sống á, đạo đức là kim chỉ nam để tôi sống với cuộc đời này. Mà đôi khi á, còn khổ lên khổ xuống, bị dùi lên dập xuống. Tôi không nhờ ai, tôi không lừa ai, tôi không xin ai, không vay mượn ai. Mà cuộc đời còn dùi dập tôi, sống không bằng chết. Huống chi những người nghèo. Chúng ta ai cũng đã quá bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt thôi quý vị à. Trời ơi, nước mắt cá sấu á. Mày diễn càng lúc càng tồi, càng tệ. Thần Điêu Đại Biệp, thôi đừng có diễn nữa mấy má mấy cha ơi. Xưa lắm rồi, mà nó lôi em vô thì nó đụng thì em phải chạm thôi, nó cảm thì em phải xúc thôi. Nó đụng, coi như là nó muốn sụp thì em cho nó đổ luôn rồi quý vị thấy không? Bây giờ đổ ra hàng loạt luôn. Mà chính vì những nơi không an toàn nhất là những nơi gọi là nguy hiểm nhất. À, càng ở trên đỉnh cao bao nhiêu thì càng cao ngạo bấy nhiêu, và có thể nghĩ rằng là mình che được bầu trời, mình có thể là lấy giải thưa che mắt thánh, và mình có thể là tha hồ mà tung hoành. Có những cố mà mình đâu có lường trước được, cho nên bây giờ ai học được chữ ngờ. Thấy không quý vị? Nhiều khi thấy vậy mà không phải vậy. Đừng thấy hào quang mà tưởng vinh quang nha quý vị. Tôi thấy xã hội bây giờ kinh khủng quá, 1m2 tới 3-4 thằng lừa đảo luôn. Ghê quá quý vị ơi. Đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về, đừng thấy vậy mà tưởng vậy nha quý vị. Sự thật bao giờ nó cũng là sự thật thôi, không sớm thì chiều, không may thì một thì nó cũng lòi ra. Trời ơi, đâu có ai đánh đâu mà khai. Trời ơi, trong đó em xinh đẹp mỹ miều vậy đó quý vị, thấy em đẹp không quý vị? Chị đã nói rồi, dĩ dãn dơ giá dễ gì giấu giếm. Chị không có muốn nhiều chuyện, nhưng mà tại chuyện nhiều quá chị phải nói. Trời ơi, Thần Điêu Đại Biệp, đừng có diễn nữa. Quý vị ơi, em đẹp không quý vị? Thật là thú gì.
À, khinh địch hay bị hữu địch, dùng từ bi trí tuệ làm kim chỉ nam để em sống ở trong đời này. Cái tình hình bây giờ nó rất là tình hình rồi quý vị. Tiền nó trong cái não của mình, chứ không phải túi người khác. Gọi là tiền án tiền sự nó nhiều hơn tiền mặt nữa. Em có một anh Trần Trần. Trời ơi, anh say mê em lắm quý vị, coi cái clip này nè. Em không thích nhiều chuyện đâu mà tại chuyện nó quá nhiều. Hay là người ta nói im lặng là vàng, còn tôi nói ra tôi mới là kim cương nè quý vị. Cái chân lý là chân lý chứ không phải chân lý là chân tượng. Nghĩ kể cả ngày mai là ngày cuối cùng, ngày tận thế, tôi vẫn là tôi. Mình nhìn lại mình không giống ai mà mình cứ nghĩ là ai cũng giống mình là chết rồi. Có cảm là có xúc, và xúc đủ kiểu, muốn kiểu gì cũng có, miễn có cảm xúc là mình xúc được hết. Trời, tôi kêu trời, trời thấu, mà tôi kêu đất, đất nghe đó quý vị. Xử tôi luôn cái tội là 6 tháng tù ôm vì tội gây thương nhớ. Đó quý vị thấy không? Thả tim với em đi quý vị. Giờ mà tôi nghe ai nói đạo lý là tôi sợ lắm. Vì những người sống dối trá mới nói đạo lý, còn người sống tử tế chả cần phải nói đạo lý, mà họ sống hợp lý. Giữa hợp lý với đạo lý, cứ hợp lý trước khi nói đạo lý đi. Cho nên những thằng nào mà nói đạo lý á, tôi nghe nó hôi nách lắm. Bây giờ mà ai mà nói đạo lý tôi á, trời ơi, nói thật với quý vị, tôi không muốn nghe luôn. Cứ sống cho nó hợp lý hợp tình đi, phải đạo làm người trước đi, chứ đừng có nói đạo lý. Có đúng không quý vị? Thằng nào mà càng nói tu hành bao nhiêu á, nói xin lỗi quý vị á, càng thấy sợ bấy nhiêu. Đừng sống theo kỳ vọng của người khác, bởi vì không ai có bổn phận thương mình, cũng không ai có bổn phận phải tử tế với mình, không ai có bổn phận đi nói tốt về mình. Thành công là sự trả thù ngọt ngào nhất. Thương cũng phải phục, mà ghét cũng phải phục. Thương thì cảm ơn, không thương cũng cảm ơn luôn. Có cái trường nào bằng trường đời đâu, có cái bằng nào bằng cái bằng lần đâu. Thì mình học ít, nhưng mà được cái là cái kiến thức chứ cái ý thức á. Cái kiến thức á là được học trong nhà trường, còn cái ý thức sống á là cái ý thức sống là cái mà cần phải tồn tại trong cuộc đời. Cho nên có nhiều người có kiến thức rất sâu nhưng không có ý thức sống. Còn có khi tôi không có kiến thức nhưng mà tôi có ý thức sống. Tôi sống vì cộng đồng, tôi sống vì cái lương tâm với cái tình cảm của tôi. 4 năm tôi đã cứu sống hơn 2.500 trẻ em. Thật sự tôi quá xúc động vì là đó là một trong những cái mà tôi đã đề nghị và tôi đã thực hiện hiện cái ước mơ. Sẽ có những cái biến cố nhất định, có khi là biến cố vào lúc mình tuổi trẻ, có khi vào những lúc mình già mình mới gặp biến cố. Nhưng mà hằng xem biến cố là một những cái đòn bẩy mà cần phải có trong cuộc đời, bởi vì khi có những cái biến cố thì mình mới biết là mình phi thường hay là mình tầm thường, phải không quý vị? Cho nên tất cả những cái biến cố xảy ra trong cuộc đời mình hết sức là bình tĩnh, mình xem nó là một cái đòn bẩy và nó có thể bẩy mình lên đỉnh cao hoặc là đưa mình xuống địa ngục, là do cái bản thân mình đôi khi mình phải cảm ơn nghịch cảnh, cảm ơn những cái biến cố đó, để rồi mình biết mình rất là mạnh mẽ, rất là phi thường. Khuyến mãi có rất nhiều những cái combo deal hấp dẫn, thì mời cô chú anh chị hãy cùng đón xem tại livestream video này nhá. Tại An Cung hộp gỗ nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc 60 viên. À, khi mở ra thì một cái hộp gỗ An Cung 60 viên sẽ như thế này. Trên tay Phúc đang là một hộp An Cung hộp gỗ 60 viên nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc, được bào chế hoàn toàn từ những loại thảo dược thiên nhiên quý hiếm. Thành phần chính là củ hoài sơn, cam thảo, mật ong. Ngoài ra còn có rễ xài hồ, bồ hoàng, phục linh, xạ hương, xuyên khung. Công dụng là sẽ hỗ trợ lưu thông máu này, làm giảm đau đầu, thiếu máu não, tác động mạch vành. Hộp An Cung hộp gỗ 60 viên này thì sẽ làm giảm suy nhược thần kinh, hỗ trợ ngăn ngừa hiện tượng chảy máu não và xuất huyết não, và phục hồi hệ thần kinh cho người bị tai biến mạch máu não, giúp cho bệnh nhân tai biến đi lại dễ dàng, giảm triệu chứng tim đập nhanh, hô hấp khó, rối loạn thần kinh và giúp cơ thể khỏe mạnh. Thì rất nhiều cô chú anh chị đã mua cái hộp An Cung từ bên Phúc và đều phản hồi rất là tốt. Và ngày hôm nay thì có một cái deal rất là hời, đó chính là khi mua một hộp An Cung hộp gỗ 60 viên nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc thì cái giá chỉ là 880.000 thôi. Bên cạnh đấy thì cô chú anh chị sẽ có hai quà tặng, đó chính là sẽ được tặng một tuýp dầu nóng nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với giá là 120.000, và sẽ được tặng luôn một kẹo sâm với giá là 45.000 nữa. Cô chú anh chị và các bạn cần mua thì có thể liên hệ ngay với Phúc qua số điện thoại 0374 590012 nha. Phúc Tài Chính sẽ hỗ trợ ngay cô chú anh chị lập tức ạ. Anh chị là nước hồng sâm có củ, bên trong này sẽ có tất cả là 10 chai nước hồng sâm và có củ sâm ở bên trong.
Và mỗi một chai này thì sẽ là 120ml cô chú anh chị nhé. Nước hồng sâm Hàn Quốc 10 chai có củ sâm tươi là sản phẩm được ưa chuộng hiện nay không chỉ trên thị trường Hàn Quốc mà còn có cả nhiều nơi trên thế giới nữa. Đây là cái sản phẩm mà mang lại cái giá trị dinh dưỡng rất là cao, giúp ích cho sức khỏe. Và sản phẩm được làm từ hồng sâm cổ 6 năm tuổi, cô chú anh chị có thể nhìn thấy ở đây. Đây chính là bên trong này là có củ sâm nguyên chất này cô chú anh chị này. Và cái loại sâm này sẽ là sâm 6 năm tuổi cô chú anh chị nhé. Cái công dụng của nó thì sẽ là tăng thể trạng này, bổ sung năng lượng này, hạn chế lão hóa, mát gan, bổ phổi, cải thiện da. Và rất phù hợp với những người cao tuổi bị suy nhược hay là lao động nặng hoặc là những người mà chơi thể thao. Thì hôm nay Phúc Tài Chính có một cái deal rất là hời, đó chính là khi mà mua một hộp 10 chai nước hồng sâm có củ với mỗi một chai là 120ml thì cái giá sẽ là 345.000. Cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một kẹo sâm 45.000. Và cô chú anh chị muốn đặt mua hãy liên hệ với Phúc qua số điện thoại 0374 590 012 để được hỗ trợ một cách nhanh chóng cô chú anh chị nhé. Tiếp theo là Phúc Tài Chính sẽ giới thiệu với cô chú anh chị và các bạn, đây là nước hồng sâm chén Hàn Quốc. Trong đây sẽ có tất cả là 30 gói và mỗi gói sẽ là 70ml. Phúc Tài Chính sẽ mở ra cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Ở đây thưa cô chú anh chị là khi mà mở ra thì cái hộp nước hồng sâm chén thì bên trong sẽ như thế này. Có tất cả là 30 gói và mỗi một gói sẽ như thế này, 70ml cô chú anh chị và các bạn nhé. Hộp nước hồng sâm chén thì được chiết xuất từ hồng sâm nguyên chất hảo hạng 6 năm tuổi, kết hợp với các loại thảo dược thiên nhiên rất tốt cho cơ thể, hỗ trợ tăng cường sức khỏe, phù hợp với mọi lứa tuổi và đặc biệt là những người mới ốm dậy. Cái công dụng của nó sẽ là hỗ trợ tăng cường sức khỏe ổn định này, giúp cơ thể phục hồi nhanh chóng, phục hồi cơ thể suy nhược, kém ăn, rụng tóc, khó tiêu, hỗ trợ thải độc cho cơ thể, rất tốt cho những người làm việc trong cái môi trường mà không trong lành. Và nó sẽ tăng sức đề kháng này, hỗ trợ tăng cường trí nhớ, tăng cường sự tập trung, đồng thời giúp cho cơ thể khỏe mạnh hơn. Và ngày hôm nay thì Phúc Tài Chính có một cái deal rất là hời, đó chính là khi mà cô chú anh chị mua một cái hộp nước hồng sâm chén Hàn Quốc này thì cái giá chỉ là 375.000 mà thôi. Và cô chú anh chị khi mua thì sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm 45.000 cô chú anh chị nhé. Chú anh chị muốn mua thì hãy liên hệ với Phúc qua số điện thoại 0374 590 012. Giới thiệu đến cô chú anh chị, đây chính là nước hồng sâm chính phủ KGC này. Và cái thành phần trong này sẽ gồm thành phần nước tinh khiết 0,36% tinh chất hồng sâm Hàn Quốc 6 năm tuổi cô đặc. Và những cái thực phẩm hỗn hợp cô đặc, mạnh nha, hương thảo mộc rất là tốt cho sức khỏe. Và cái công dụng của nước hồng sâm chính phủ KGC này sẽ là giảm stress này, mệt mỏi, căng thẳng, nhức đầu, giúp tỉnh táo tinh thần, nâng cao cái hệ thống miễn dịch này, phòng ngừa tiểu đường, đẹp da, chống oxy hóa. Bên trong một cái hộp nước hồng sâm chính phủ KGC sẽ là chia ra 6 gói lớn như thế này. Bên trong là có tất cả là 30 gói nhỏ như thế này cô chú anh chị nhé. Và mỗi gói nhỏ như thế này thì sẽ là 70ml. Và với một cái hộp nước hồng sâm chính phủ KGC sẽ có giá là 780.000 cô chú anh chị nhé. Và cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một kẹo sâm 45.000 cô chú anh chị nhé. Đây là một cái deal rất hời, bởi vì bình thường ở ngoài một cái hộp nước hồng sâm chính phủ KGC này có thể lên đến 900-950.000 cơ. Nhưng với Phúc Tài Chính thì nhập được cái kiệu đến cô chú, anh chị và các bạn. Đây chính là kẹo hồng sâm Hàn Quốc. Kẹo hồng sâm Hàn Quốc một gói này sẽ là 200g nhá cô chú anh chị nhá. Kẹo hồng sâm Hàn Quốc là một trong những món ăn vặt bổ dưỡng với sự kết hợp của tinh chất hồng sâm Hàn Quốc và vitamin C. Cũng như các sản phẩm bánh kẹo khác thì kẹo hồng sâm không chỉ ngon miệng bổ dưỡng mà giúp chúng ta có một cái hơi thở thơm tho của hồng sâm rất là the mát. Và kẹo được chiết xuất từ hồng sâm này được đánh giá cao về dược tính. Đây là sự lựa chọn đúng đắn cho những ai mà muốn thay thế các loại kẹo truyền thống, vừa ăn ngon mà lại bổ dưỡng nữa. Có tác dụng là bồi bổ cơ thể này, hạn chế cái sự lão hóa, tăng sức đề kháng, tăng khả năng hoạt động của não bộ, chống mệt mỏi và giảm stress. Và kẹo này có một cái hương vị sâm rất là độc đáo, rất tốt cho sức khỏe và đem lại cái cảm giác khỏe khoắn và sảng khoái cho cơ thể. Ngày hôm nay thì Phúc Tài Chính có một cái combo rất là hời đối với cái kẹo hồng sâm này, mà mua 2 kẹo hồng sâm với giá là 90.000 thì sẽ được tặng một kẹo hồng sâm với giá là 45.000. Mua 2 tặng 1 cô chú anh chị nhé. Cô chú anh chị muốn mua có thể liên hệ với Phúc Tài Chính nha. Cảm ơn mọi người đã thả tin thả like nha. Ở đây là có 4 loại hộp táo đỏ,
Phúc Tài Chính sẽ cầm và giới thiệu cho cô chú anh chị. Đây là một loại hộp này, đây là một loại hộp nữa. Đây cũng là đều là loại hộp táo đỏ nhập khẩu chính hãng Hàn Quốc cô chú anh chị nhé. Nó có tất cả là 4 loại táo đỏ như này. Đây, 4 loại táo đỏ. Đây, táo đỏ này nữa. Đây. 4 loại táo đỏ này thì đều bằng giá tiền nhau. Và liệu cô chú anh chị là cái táo đỏ Hàn Quốc thì có tính giữ nhiệt này, giàu chất dinh dưỡng và bổ giúp là bổ sung khí huyết này, bổ não, phục hồi sức khỏe một cách nhanh chóng. Phúc Tài Chính sẽ mở cái hộp táo đỏ cô chú anh chị cùng xem nhé. Đây, đây là một hộp táo đỏ Hàn Quốc này. Nó sẽ giúp bổ máu an thần, trị mất ngủ, dùng để sắc thuốc này, hoặc là để ăn liền, hoặc là để nấu chè nữa. Nó sẽ giúp ngăn ngừa quá trình lão hóa, giảm nếp nhăn và tăng cường trí nhớ này. Và táo đỏ là được nuôi trồng và sản xuất trong môi trường thuận lợi, được kiểm tra kỹ lưỡng. Và đây là táo đỏ nhập khẩu chính hãng Hàn Quốc cô chú anh chị nhé. Táo đỏ này thì sẽ là 1 cân cô chú anh chị nhé. Đây, 1 cân táo đỏ như thế này. Và có tất cả là 4 loại, cô chú anh chị thích cái loại hộp nào thì có thể là đặt mua cái loại hộp đấy. Đây là một hộp táo đỏ này rất là xịn, chúng ta có thể là vừa ăn thưởng thức bồi bổ sức khỏe hoặc là có thể đem đi biếu. Hôm nay có một cái deal rất là hời về táo đỏ này và Phúc Tài Chính sẽ giới thiệu đến cô chú anh chị nhé. Thì một cái hộp táo đỏ này sẽ có giá là 165.000 và sẽ được tặng một kẹo sâm cô chú anh chị nhé. Tặng một kẹo sâm 45.000. Đây là một cái deal rất là hời trong ngày hôm nay. Cô chú anh chị và các bạn muốn mua thì có thể liên hệ với Phúc Tài Chính nha. 4 loại táo đỏ này thì đều đồng giá cô chú anh chị nhé. Hai hộp táo đỏ thì đều cũng có giá là 165.000, tặng một kẹo sâm 45.000. Có một hộp táo đỏ thì sẽ là 1 cân cô chú anh chị nhé. Đây, hai hộp táo đỏ này nữa cũng đều đồng giá là 165.000, tặng một kẹo sâm 45.000. Thì với tùy từng nhu cầu và cô chú anh chị thích những cái loại hộp nào thì có thể đặt mua cái loại hộp đấy. Đây, hộp táo đỏ này cũng là 165.000 và sẽ được tặng một kẹo sâm 45.000. Hộp táo đỏ này cũng thế, cũng là 165.000 và được tặng một gói kẹo sâm 45.000 cô chú anh chị nhé. Và cô chú anh chị muốn mua hãy liên hệ với Phúc qua số điện thoại 0374 590 012 để Phúc Tài Chính sẽ gửi những cái mặt hàng, những cái deal hấp dẫn này đến cô chú anh chị và các bạn nha. Theo là Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn đó chính là trà hoa cúc hấp ti. Thì đây là một loại trà đặc biệt bổ dưỡng thơm ngon kết hợp giữa hoa cúc và đường phèn. Phúc Tài Chính sẽ mở cô chú anh chị cùng xem nhé. Đây, hộp trà hoa cúc bên trong rất là đẹp như thế này. Và ở bên trong những cái hộp trà hoa cúc này thì sẽ là những cái gói trà hoa cúc này, sẽ là vừa kết hợp giữa hoa cúc và đường phèn. Và 100% là hữu cơ cô chú anh chị nhé. 100% là hữu cơ. Trà này rất là thanh mát này, mát gan và giải nhiệt cho cơ thể. Và rất tốt cho tim mạch và hỗ trợ điều trị mất ngủ nữa. Hôm nay có một cái deal rất là hời như thế này. Đó chính là khi mua một trà hoa cúc hấp ti Hàn Quốc với giá là 155.000 thì sẽ được tặng ngay một kẹo sâm 45.000. Cô chú anh chị và các bạn muốn mua thì có thể inbox gọi điện cho Phúc qua số điện thoại 0374 590 012 nha. Giới thiệu đến cô chú anh chị là bột ngũ cốc 15 vị ăn liền Hàn Quốc này. Và một cái hộp này sẽ có tất cả là 40 gói. Đây là món ngon rất là tiện lợi và chứa 15 loại ngũ cốc và thay thế những bữa ăn mà nó sẽ ít calo hơn và giàu chất dinh dưỡng. Và cái thành phần là 15 loại bột ngũ cốc chính là bột khoai mì này, bột gạo lứt, bột đậu lành, bột mè đen, bột lúa mạch, bột đậu đỏ, kê này, đậu đen này, bột nếp, bột cao hương, bột mè đen này, yến mạch này, bột mì này. Và cái cách dùng của nó là chúng ta sẽ khuấy với nước ấm hoặc là nước lạnh, hoặc là có thể trộn với cả sữa nữa để có thể uống. Mua một hộp bột ngũ cốc 15 vị Hàn Quốc 315.000 thì sẽ được tặng ngay một combo rong biển là giá là 28.000 cô chú anh chị nhé. Một cái deal rất là hời, cô chú anh chị và các bạn có thể comment nhắn tin cho Phúc hoặc là liên hệ qua số điện thoại 0374 590 012. Sấy khô là một trong những cái loại chế phẩm từ rong biển tự nhiên kết hợp với nhiều loại hương vị khác nhau, được yêu thích bởi hương vị đậm đà, kết hợp ăn kèm với nhiều món ăn khác nhau. Ngoài ra rong biển sấy khô cùng đem đến những cái công dụng rất là tốt cho sức khỏe nữa, giải độc, giảm béo và ngăn ngừa xơ vữa động mạch. Thì với cái rong biển sấy khô này thì các em mà ăn với cơm hay ngay cả người lớn chúng ta mà ăn với cơm thì rất là ngon, rất là
kích thích cảm giác thèm ăn và ăn được rất nhiều cơm đấy. Thì cô chú anh chị nào mà muốn tăng cân thì có thể ăn cái rong biển này, hay là mong muốn cái bữa cơm của chúng ta có nhiều vị và ăn ngon miệng hơn thì có thể ăn với cái rong biển ăn liền Hàn Quốc này. Và ngày hôm nay thì Phúc giới thiệu cho cô chú một cái deal rất là hời, đó chính là khi cô chú anh chị mua combo 3 gói rong biển với giá là 84.000 thì sẽ được tặng ngay một combo rong biển với giá là 28.000 cô chú anh chị nhé. Mua 3 tặng 1, cái deal rất là hời của chú anh chị ạ. Mọi người muốn mua có thể là gọi điện nhắn tin cho Phúc qua số điện thoại 0374 590 012, hoặc là inbox đánh răng nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc của chú anh chị nhé. 4 loại kem đánh răng Median 93% của Hàn Quốc. Đây là cái loại kem đánh răng mà chú rất là thích. Khi mà đã dùng rồi thì chúng ta không thích dùng những cái loại kem đánh răng thông thường nữa đâu. Thì ở đây có tất cả là 4 màu tượng trưng cho 4 công dụng này. Đầu tiên là màu trắng này. Màu trắng thì sẽ có tác dụng là trắng răng của chú anh chị nhé. Tiếp theo là màu xanh ngọc này thì sẽ có tác dụng là nếu như ai mà bị hay bị viêm lợi, nhiệt miệng, viêm nướu ấy, thì sử dụng cái này nó sẽ giảm đi những cái bệnh về răng miệng. Tiếp theo là màu đỏ là sẽ giúp chống hôi miệng của chú anh chị nhé. Đặc biệt là các anh hay các chú mà hút thuốc lào hay hút thuốc lá thì cái miệng nhiều khi là nó bị ám mùi thuốc và nó hôi, thì chúng ta có thể sử dụng cái kem đánh răng Median 93% Hàn Quốc màu đỏ này để loại bỏ những cái mùi hôi đấy. Tiếp theo là cái màu xanh dương này. Thì trong quá trình mà chúng ta ăn uống thì hay có những cái mảng báng trên răng và lâu dần nó thành cao răng ấy, thì cô chú anh chị có thể sử dụng cái màu xanh dương này để loại bỏ các mảng báng. Một cái kem đánh răng Median 93% thì sẽ là 55.000 bán lẻ cô chú anh chị nhé. Mua 4 kem đánh răng Median 93% Hàn Quốc thì cái giá combo cho 4 kem đánh răng chỉ là 190.000 mà thôi. 190.000 cho 4 kem đánh răng, bình thường mua lẻ thì sẽ là 55.000, và mua 4 cái thì nó sẽ là 220.000 đấy. Khi mua 4 kem đánh răng thì cái giá nó chỉ là 190.000 mà thôi. 190.000 không những thế thì sẽ được tặng ngay một tuýp dầu lạnh 50.000 của chú anh chị nhé. Sẽ được tặng một tuýp dầu lạnh như thế này của chú anh chị nhé. Những ai mà bị đau ví dụ bả vai này, đấy, đầu gối này, hay là lưng thì có thể sử dụng cái dầu lạnh này để chúng ta bôi để giảm cơn đau. 4 kem đánh răng Median 93% thì cái giá chỉ là 190.000 và sẽ được tặng một dầu lạnh của chú anh chị nhé. Mua 4 kem đánh răng vượt tặng 1 dầu lạnh 50.000. Nên là cái deal này cực kỳ hời luôn. Mọi người có thể comment inbox cho Phúc để sử dụng được cái deal đấy nhá. Đầu tiên giới thiệu đến cô chú anh chị, trên tay của Phúc Tài Chính đang chính là dầu gội thảo dược nhuộm tóc Hàn Quốc. Thì đây đều là thành phần thảo dược thiên nhiên, ví dụ như là tinh dầu ô lưu này, nhân sâm này, linh chi này. Thì tác dụng của cái dầu gội thảo dược nhuộm tóc Hàn Quốc này ấy, thì sẽ có công dụng là làm đen tóc này một cách rất là tự nhiên và bền màu, không gây hư tổn cho tóc và không ảnh hưởng đến da đầu, và trị sạch gầu và dưỡng ẩm tóc nữa. Đặc biệt nó sẽ giúp là phục hồi tóc yếu và ngăn ngừa rụng tóc, và nó sẽ đen ngay trong lần đầu tiên sử dụng cô chú anh chị nhé. Đây là dầu gội thảo dược nhuộm đen tóc thì sẽ đen ngay trong lần đầu tiên sử dụng. Thì khi nào mà ra tóc mới thì chúng ta mới cần nhuộm tiếp. Thì cái hướng dẫn sử dụng ấy, thì đầu tiên là chúng ta sẽ làm ẩm tóc này, sau đó là chúng ta sẽ đeo găng tay vào. Thì Phúc Tài Chính sẽ chuẩn bị cái găng tay này cho cô chú anh chị nhé. Làm ẩm tóc, sau đó đeo găng tay vào, sau đó là chúng ta sẽ lấy cái dầu gội thảo dược ở trong này ra, bôi đều lên tóc và sau đó sẽ massage da đầu tầm khoảng độ 5 phút, và sau đó sẽ để như vậy tầm khoảng từ 20 đến 30 phút để cho dầu gội thảo dược này nó ngấm vào tóc. Sau đó tầm khoảng 20 đến 30 phút thì chúng ta sẽ xả lại với nước sạch. Thì khi đấy tóc của chúng ta sẽ thành màu đen và đen rất là đều và có hiệu quả ngay lần đầu tiên sử dụng. Thì với một dây thảo dược nhuộm đen tóc Hàn Quốc này thì sẽ là 58.000 một dây của chú anh chị nhé. 58.000 một dây, và một dây thì bên Phúc Tài Chính cũng bán mọi người nhé. Thì 58.000 một dây, và khi mà mua một dây dầu gội thảo dược nhuộm tóc, ở đây sẽ là 10 gói này. Mua 10 gói này thì sẽ được tặng một gói này mọi người nhé. Sẽ được tặng một gói. Mua 10 gói sẽ được tặng một gói, tức là mua một dây sẽ tặng một gói ấy. On mọi người nhé, đây là sữa tắm on này. Thì đây là sữa tắm nước hoa nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc. Và công dụng của nó sẽ lấy sạch bụi bẩn này, tẩy da chết này, trắng da, loại bỏ nám đen và ngăn ngừa lão hóa này, cung cấp cho cái làn da độ ẩm, sự căng mịn này, và ngăn ngừa, đặc biệt là ngăn ngừa trứng cá, ngăn ngừa mụn nhọt và mẩn ngứa. Và cái hương nước hoa này nó sẽ lưu giữ đến 12 tiếng. Đây là loại sữa tắm, vừa là sữa tắm mà vừa kết hợp cả nước hoa nữa, nên là sẽ có cái mùi hương nó lưu lại lâu hơn so với những cái sữa tắm thông thường. Cho một ngày dài chúng ta làm việc thì về đến nhà chúng ta vẫn thơm và thoang thoảng, tự tin hơn trong quá trình giao tiếp và làm việc. Thì
Một chai sữa tắm nước hoa này sẽ có giá là 250.000 cho một chai 900g cô chú anh chị nhé. Và đặc biệt từ ngày 25 tháng 8 đến ngày 31 tháng 8 thì khi mua một chai sữa tắm nước hoa On của Hàn Quốc thì cái giá của nó bạn chỉ cần trả là 195.000 thôi. 195.000 cho một chai sữa tắm nước hoa On Hàn Quốc. Và khi bạn mua một chai sữa tắm nước hoa On Hàn Quốc 195.000 này thì sẽ được tặng ngay một tuýp dầu lạnh. Tặng ngay một tuýp dầu lạnh. Đây là cái dầu xoa bóp mọi người nhé. Nhưng dầu xoa bóp ví dụ như chúng ta đau nhức ở đâu thì chúng ta xoa bóp ở đấy thì nó sẽ giảm cơn đau. Đặc biệt là đau nhức lưng thì có thể sử dụng cái dầu lạnh để xoa bóp. 25 tháng 8 đến ngày 31 tháng 8 khi mua một chai sữa tắm nước hoa On thì cái giá chỉ là 195.000 và được tặng một tuýp dầu lạnh trị giá 50.000 của chú anh chị nhé. Mọi người có thể comment, có thể inbox cho Phúc để đặt mua cái sản phẩm này nha. Cái Phúc đang là hộp mật ong chanh vàng Hàn Quốc này. Đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa hai nguyên liệu chanh vàng và mật ong tự nhiên. Sản phẩm chứa rất nhiều vitamin tăng đề kháng cho cơ thể, tốt cho hệ tiêu hóa này, hô hấp, phòng ngừa các bệnh về họng này. Và cái công dụng của nó là sẽ bổ sung vitamin C, cung cấp axit amin, các chất là chống oxy hóa, tăng cường miễn dịch hơn. Đặc biệt nó sẽ phòng ngừa cảm gió này, cảm lạnh, giúp giảm đau, giảm ho, hệ tiêu hóa tốt và nâng cao cái thể trạng của người già hay là người ốm hay là suy nhược cơ thể đấy. Thì hàng ngày chúng ta có thể lấy để chúng ta pha với nước hoặc là chúng ta ngậm như một cái dạng siro rất là tốt cho họng. Và đặc biệt vào mùa thu rồi, và mùa thu và sắp tới mùa đông rồi thì cô chú anh chị hãy trang bị cho gia đình mình một cái lọ mật ong chanh Hàn Quốc này cô chú anh chị nhé. Đây là một cân mật ong chanh Hàn Quốc thì giá bình thường sẽ là 190.000. Bên Phúc Tài Chính có một cái deal rất là hời, đó chính là khi mua một mật ong chanh Hàn Quốc thì cái giá chỉ là 175.000 thôi. 175.000 cho một mật ong chanh Hàn Quốc. Và đặc biệt là sẽ được tặng ngay một kẹo sâm cô chú anh chị nhé. Được tặng ngay một kẹo sâm 45.000. Đây, đây là deal rất là hời. Kẹo sâm thì cô chú ăn cái kẹo sâm này nó rất là tốt cho sức khỏe. Và đặc biệt là các cụ rất thích ăn cái kẹo sâm này. Một mật ong chanh Hàn Quốc 175.000 thì sẽ được tặng ngay một kẹo sâm 45.000 cô chú anh chị nhé. Đây là một cái deal rất hời. Micen cao cấp này. Nó sẽ dành cho mọi loại tóc khô và bị hư tổn dụng nhiều, với thành phần được chiết xuất từ 7 loại tinh dầu khác nhau, giúp làm mới lại và nuôi dưỡng chăm sóc những cái tóc mới bị hư tổn và giúp cho tóc mượt và đặc biệt là giữ màu cho tóc nhuộm, chống gãy rụng tóc này. Cùng với dầu dưỡng ấy, thì là nó sẽ giúp chúng ta mái tóc rất là mềm mượt. Đặc biệt là cái dầu xả này, dầu xả hay gọi là dầu dưỡng này, thì khi mà dùng cái dầu xả này, tóc cực kỳ mềm mượt luôn. Nếu cô chú anh chị nào mà cái tóc mà đang bị chẻ ngọn ấy, tóc bị chẻ ngọn này hay là cái tóc là nó bị thô ráp ấy, thì cứ sử dụng cái dầu xả micen này, thực sự là nó mềm mượt và sò cực kỳ thích, tóc khỏe bóng mượt cực kỳ thích luôn. Thì Phúc với mẹ Phúc ở hay dùng cái này và cực kỳ là ưng ý. Thì đối với cái cách sử dụng thì dầu gội thì chúng ta làm ướt tóc và sau đó chúng ta gội, còn dầu xả này khi mà chúng ta bôi lên tóc thì bôi tóc chứ hạn chế bôi chân tóc mọi người nhé. Bôi lên tóc và sau đó để tầm khoảng 5-10 phút thì nó sẽ mượt cực kỳ luôn. Và đây, cái cặp dầu gội xả micen cao cấp này thì bình thường sẽ là giá là 460.000 một cặp cô chú anh chị nhé. Có một cái deal dầu gội rất là hời, đó chính là khi mua một cặp dầu gội micen cao cấp Hàn Quốc này thì cái giá chỉ là 390.000 mà thôi. 390.000 cho một cặp dầu gội xả micen cao cấp. Cái giá này chưa từng có và chưa từng xuất hiện đâu ạ. Khi mà mua một cặp dầu gội xả micen cao cấp 390.000 thì cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một tẩy da chết Arahan 120.000 cô chú anh chị nhé. Deal cực kỳ hời. Khi mà mua một cặp dầu gội micen cao cấp 390.000 thì sẽ được tặng một tẩy da chết 120.000 của chú anh chị nhé. Hãy liên hệ với Phúc qua inbox, qua tin nhắn, qua Zalo thì để có được cái deal này cô chú.